Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đang ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được hưởng cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng tư âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Quý Hợi. Người tuổi Quý Hợi 1983 mệnh đại hải thủy, không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc bất ngờ cứ ùn ùn tìm đến. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có thể có được đường tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm, tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến. Đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng, làm một nẻo, họ sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin và tình cảm. Hơn nữa, họ không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương mình. Tử vi tháng 4 âm lịch tuổi Quý Hợi cho rằng, đây là thời điểm mà công việc của bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì thế mà cuộc sống càng ngày càng bị nhiều áp lực. Bản mệnh đang có phần lơ là với việc cần làm, chính vì lẽ đó nên sẽ mắc phải sai lầm. Quyết định nông nổi, bồng bột ở thời điểm này có thể khiến bản mệnh phải trả giá khá đắt. Nhưng chỉ có thể trách bản thân, chứ chẳng thể đổ lỗi cho ai. Bản mệnh nên dành thời gian để suy nghĩ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Quý âm thủy, cặp hợi âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tân Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Những gia chủ tuổi Quý Hợi vốn mang bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ nhiều ven còn lân đân. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của những người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn.
Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Quý Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Quý Hợi trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tháng tư âm lịch năm Tân Sửu là tháng khó khăn đối với những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Công việc của bản mệnh bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Hơn nữa, với bản tính thiếu quyết đoán, nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, bản mệnh lại chẳng nghĩ hay biết. Thay vì tin lời người tốt, thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những người tuổi Quý Hợi sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp, vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng tư âm lịch, thì những gia chủ tuổi Quý Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ trước thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Do công việc của tuổi Quý Hợi trong tháng tư âm lịch không thuận lợi, nên tiền không đủ dùng. Nếu bản mệnh thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến quý gia chủ sẽ bị lừa đảo. Tháng này, tốt nhất bản mệnh lên kế hoạch cho tháng sau, có thể tăng thêm thu nhập và duy trì tài chính. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng và không hành động bốc đồng. Ngoài ra, bản mệnh cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Và cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Quý Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng tư này, do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của đôi lứa. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nơi cũ để mọi chuyện xấu đi. Bản mệnh cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp, nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Hơn thế nữa, trong tháng tư âm lịch này, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. May mắn, bản mệnh còn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân, giúp bản mệnh vươn tay chạm đến cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Quý Hợi nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn và tăng cường mối quan hệ vợ chồng, cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Quý Hợi trong tháng tư âm lịch không được tốt. Tuổi Quý Hợi thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Cho nên bản mệnh
cần nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh cũng nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo ra quá nhiều áp lực cho mình. Ngoài ra, tuổi Quý Hợi sẽ có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch, nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Trong thời gian này, gia chủ tuổi Quý Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Quý Hợi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, kết thúc ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử, sậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tý. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 4, từ ngày 21 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, kỷ tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 4, từ ngày mùng 2 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, tân tỵ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 4 từ ngày 18 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, bính dần, nạp âm, lô trung hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 4 từ ngày 30 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, mậu dần, nạp âm, thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.